Má cháo quá. Sáng nay Mẫn đi câu cá. Quý cô chú anh chị cả nhà mình cùng đi câu cá với Mẫn nha. Nó cứ kéo mồi hoài mà nó không có chịu ăn. Bây giờ vẫn đi ra kinh câu nha. Kinh cỡ này nhiều cá chốt lắm. Ồ, kiến vàng. Quá trời kiến vàng luôn. Còn nãy nó quay kìa. Một, hai, ba, bốn, năm. Nãy giờ bạn mới câu được có 5 con à.
Lôi lôi lôi. Vừa mới lên cái. Là có vô không? Câu trong mé. Ừ, quá đã. Các bạn ngồi trùng. Con bự bự dữ không chứ.
chốt rồi. Vẫn còn xài được. Để dành. Thấy rồi, nãy giờ nó thấy rồi đó. Ôi trời, 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 trời. Tức không trời. Chưa chỗ này bị đậm. Mùi này vẫn còn ngon. Đâu rồi? Đâu? Từ 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 từ. Trời ơi con này chà bá luôn. Ây da. Bự nè. Ôi bự. Không ra luôn.
Ồ, nó bự. Em muốn chụp cái cục này cho con mình đó. Nãy muốn quăng á. Quăng lại á. Ủa trùng mình đâu hết rồi? Ôi trời mèn đét ơi, trả con trùng tôi đây. Câu cá rồi ơi. Có mấy con cá chốt à. Bữa nay con câu cá rô nhiều. Ôi trùng nội ơi, nội trùng nó ăn vậy nè. Quá trời uổng luôn, cái nãy nó bự. Nhữ cá. Đi nhữ cá. Vẫn ha. Giờ này trễ rồi nha cả nhà. Giờ này gần 10 giờ luôn rồi. Giờ vẫn đi vô vẫn làm đồ ăn. Vô nhà vẫn làm đồ ăn, vẫn nghỉ con. Vô đây là đủ làm đồ ăn rồi. Ôi trời ơi, bữa nay bội thu cá không ơi. Đổ nước ra. Mặt mẻ khô quẹt ngon lành luôn. 4 con cá chốt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 con. 14 con cá. Cất cái miệng dùa này lên. À, nói chung là hôm nay Mẫn đi câu bội thu cá. À, Mẫn xin kết thúc video tại đây. À, quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn á, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hộ Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Vô. Cái này đủ chứ Linh câu á, mà chứ Linh ra ngồi câu đựng xíu kìa. Ở ngoài kinh con ăn cái đi vô luôn.